Rồi, sợ chưa cưng? Cũng thấy sợ thật rồi. Sao không chạy? Thôi, đã thật đâu mà chạy. Có võ không? Em nhường, em chạy rồi. Nhường chạy luôn hả? Đó, nhưng mà bạn nam yếu đuối quá, vậy bạn gái ăn hiếp sao? Chắc em nghĩ là chưa biết được em yếu đuối hay không, nhưng mà mình nên là nhường phụ nữ trong cái vấn đề đó. Rồi, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với nhiệm vụ mai mối của bà Mai Cát Tường ngày hôm nay nha. Bây giờ thì chào bạn trai, hello. Dạ, hello. Hello, biết nói chuyện với ai không? Dạ, chị Cát Tường. Chị Cát Tường, ồ quên, dạ. Tôi mới giới thiệu Cát Tường mà. Rồi, đợi chút xíu chị Tường ra mời bạn gái em vô nha. Dạ. Chị. Rồi, tháo mặt nạ ra đi em trai. Được rồi đó. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, chào, chị. Chào hai bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cách nhau có một cái cửa trái tim thôi. Trò chuyện thật lớn để tìm hiểu nhau nha. Dạ. Mời em gái giới thiệu trước. Chào mọi người, em tên là Vũ Thị Liên. Năm nay em 27 tuổi. Quê em ở Nam Định nhưng mà nhà em cũng chuyển vào đây sống được cũng lâu. Dạ. Hiện nay em đang làm gì? Hiện tại công việc của em là làm bên công ty xuất nhập khẩu. Chị của em là bên mua hàng. À, mình đang sống với gia đình hả cơ? Dạ em đang sống với gia đình, với bố mẹ em. Em trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn Kế Bên và anh chị đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Linh, sinh năm 93, 27 tuổi. Hiện đang công tác tại công ty môi trường, làm bộ phận kỹ thuật. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nam Định. Ủa giống bên kia rồi kìa. Dạ. Vậy là lỗi thế rồi. Ở bên nào chị nhỉ? Đó, hỏi nhau đi. Mình ở Nam Trực bạn. À, Nam Trực, em ở Gia Thủy ạ? Còn không? Con cũng xa. 30 cây đi có 45 phút chứ nhiều. Quê dạ. Có hay về quê không? Thường em cũng hay về tại bà em vẫn còn ở đấy. À. Dạ, với cô chú vẫn còn ở đấy. Rồi, biết đâu năm nay hai bạn hẹn nhau về quê chung ha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ. Em thích học hỏi nhiều thứ. Em thích những môn đấm đá này kia. Mấy môn đấm đá? Rồi sao nó không hợp với em vậy chứ? Vậy thấy em mong manh dễ vỡ lắm mà thích mấy môn đấm đá. Ví dụ là môn gì? Boxing. Rồi boxing. Cảm ơn, em có học mấy môn đấy. Ôi. Trời ơi, coi chừng nha, biết boxing không? Cá tính vậy không là không cần bảo vệ rồi. Vậy có cần bạn trai bảo vệ không? Bảo vệ phương diện khác chị. Bảo vệ phương diện khác, tinh thần chỗ dựa đúng không em? Dạ. Yeah. Tật xấu của mình là gì? Tật xấu của em là em hơi soi mói. Soi mói gì? Kiểu như mà em gặp người khác ấn tượng đầu tiên em sorry đó. Dạ dạ kiểu như vậy. Nghĩ trong lòng thế đánh giá người ta thế này kia nhưng không nói. Dạ. Chúc em đánh giá chị thử chị coi nha. Em soi chị giùm chị với nha. Thấy còn em? Dạ chào chị em. Điểm mạnh điểm yếu của em. Điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ, năng động và cũng ham học hỏi. Với lại thích đi du lịch, đi phượt với hội phượt Nam Định. Thích đi hội đi phượt gì không? Đi phượt. À có ạ, dạ vâng. Ủa, em thích đi nữa, hợp gu nhau nữa. Em thích đi du lịch kiểu đấy. Vậy à? Đi bụi rồi tụi mình tự mình lên plan, tự mình làm mọi thứ. Rồi, tình trường thì sao? Tình trường thì em có một mối tình. Đó mối tình đầu và cách đây chia tay cách đây 3 năm rồi. Mối tình đó kéo dài được 4 năm. Quen 4 năm mà sao chia tay cưng? Tại vì lúc quen thì cũng biết là bạn theo đạo giáo, nhưng mà khi mà hai người tính tới chuyện hôn nhân thì cả hai gia đình này không đồng ý, nên là nó cũng... Trời ơi, mà không đồng ý sao quen nhau tới 4 năm mà không đồng ý? Bọn em đồng ý nhưng mà gia đình không đồng ý. Em có đạo không? Dạ em có đạo và vì em tìm thì em hy vọng là có đạo như em. Bởi vì chỉ biết là tôn giáo rồi cùng đức tin. Mà thì cố lên đi. Theo đạo học giáo lý đám cưới thôi đúng không em? Dạ. Còn em tình trường mình như thế nào? Em thì nếu như mà nói về yêu sâu đậm thì chắc em chưa yêu sâu đậm ai. Trước thì còn đi học thì em cũng có tìm hiểu bạn. Gần đây em cũng có tìm hiểu mấy người nhưng mà em cảm thấy không hợp á. Tại tính em cũng em cảm thấy là hợp nhau thì em mới tiếp tục, còn không thì em không kéo dài mất thời gian cả hai bên. Em đưa ra cái tiêu chí em tìm người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em đơn giản là biết quan tâm, trung thủy. Thì ngoại hình? À phải tập thể dục thể thao. Có thể dục thể thao không? Có chứ gì. Chơi môn gì? Đá banh, cầu lông, nói chung môn gì cũng biết ít ít, chút chút. Biết cái đi chút chút là không biết cái nào rành hết trơn á. Em có hình em tập boxing không? À em có, ở điện thoại đi. Tại em cũng kiểu như đi tập em không có tập nhiều mà lớp ảnh này là do ở trong lớp anh ấy chụp á. Thì có đã, dính ở trong đấy. Rồi, được rồi, được rồi. Dạ, thì các quay nhá. Thật
Tổ quốc sinh là vậy đấy hả? Vâng, thể lực á chị. Thể lực chứ. Cô bảy. Coi thấy khung cảnh đi tập bốc sinh thấy ghê không? Nữ không đó. Lúc... Em đang tính đi tập đấy chị. Tập đi cho nó có cơ bắp chút xíu. Bây giờ còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em mong muốn tìm mẫu người bạn gái là cá tính. Quá cá tính. Dạ. Em cũng không có quan trọng về mọi không thứ. Không có yêu cầu gì, ngoại hình gì hết đúng không? Dạ. Đâu đưa coi hình của hai bạn coi. Bây giờ mình thử đoán coi người bên cạnh mình là người như thế nào nha. Hình đơn giản quá. Có hai anh thôi, chọn một. Em có hình không? Có ạ. Đâu? Ê, chắc cãi là được rồi chị. Tại trùng lọc có mình. Kiếm cổ đi. Em đoán là không đeo kính nha chị. Hả? Không đeo kính. Không đeo kính. Rồi cầm đi để lát kiểm tra coi đúng không. Đây. Rồi. Bây giờ thì Tường sẽ cho các bạn tự kiểm tra lại xem hôm nay cái giác quan thứ 6 của mình có phát huy hay không. Mình có đoán đúng cái người đối diện của mình qua cái cảm nhận hay không nha. 1, 2, 3. Nè, lại cái giác quan rất là trùng hợp nữa chứ. Đoán đúng hết rồi đúng không? À. Rồi, mình cảm ơn. Đưa qua đây nó đơn giản, không đưa. Con muốn quà tặng này. Rồi, cảm ơn. Rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai bạn cùng ăn trưa với nhau nha. Dạ, chúng ta rồi. Sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Để xem là chúng ta có tìm thấy một cái sự trùng khớp nào, một cái sự rung động nào nữa hay không. À, cho đồ ăn đi ạ. À. Thì anh nghe nãy giờ em chia sẻ là em cũng có học võ rồi bốc sinh này nọ. Thì anh có thấy là hơi quá cá tính không hay là anh có thấy sợ không? Không, với anh thì cái đó không thành vấn đề. Và với anh cái đó thì sở thích của ai thì mình có thể theo đuổi và như là đam mê vậy thôi. Ôi tôi ở đây thừa thải rồi. Thôi tôi đi ăn trưa đây. Dạ. Mời hai bạn có một bữa ăn trưa với nhau thật là vui vẻ nha. Trò chuyện đi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ rồi em cảm ơn chị. Anh cho em hỏi thêm xíu là hồi trước á, anh với cái bạn gái cũ á, bạn ấy đèo giống em đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là lý do lớn nhất mà bên kia phản đối là do anh không theo hay sao? Anh nghĩ là do duyên số nên là chưa tới được với nhau. Thực sự là cái đào thì cũng không phải là ép ai quá nhỉ. Cái đào thì đào nào cũng tốt, đào nào dạy cho người ta cái hay. Quan trọng nhất là kết hôn, mà cái chuyện mà tiến đến kết hôn đó là chuyện cả hai người, và quan trọng nhất là tình yêu. Thì em thấy cũng đôi khi tình yêu có thể làm lu mờ những cái khác. Ok. Rồi, mời em dùng. Thì em, dạ, anh được. Cái ấn tượng đầu tiên anh gặp em thì anh cảm thấy như thế nào? À, anh có cảm giác là em rất vui vẻ, hòa đồng với lại rất thoải mái, tự nhiên. Ủa em vào Sài Gòn lâu chưa? Em chuyển vào Sài Gòn khoảng 13 năm. Dạ. Ủa thì bây giờ ba mẹ anh ở ngoài kia hay trong này? Anh đang ở cùng gia đình. Ờ, ba mẹ anh cũng chuyển vào đây à? Đúng rồi. Sao không về được lâu kênh? Tết với về quê thôi chứ còn em ở đâu ở thành phố Hồ Chí Minh? À em ở quận Tân Phú á, nhà anh ở đâu nhỉ? Mình ở Bình Tân. À, anh ở Bình Tân, đường nào? Đường tỉnh lộ 10. À, khu đấy em cũng không rành lắm. Nhà em trên chỗ Gò Dầu á, anh biết Amon Tân Phú không? À, em gần đấy ạ. Dạ. Mình thì ở gần Amon Bình Tân. À, dạ, 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 cái đấy em cũng biết. Em có rành nấu ăn không? Đồ ăn không, em ăn tạo. Em ăn tạo. Em thử thức nên món này thấy sao? Thì ngon, ở nhà em cũng hành lấu. Anh thích nấu ăn không? Anh cũng không dành nấu ăn. Nấu ăn thì nấu ăn cho cá nhân được chưa? Nấu ăn cho mọi người ăn thì người này khen người khác đúng chê. Sau giờ làm việc anh hay làm gì á? Sau giờ làm việc thì về nhà. Nói chung là cũng có đi tập gym, mới đi tập gym. Em rồi tối thì ăn uống, đi dạo cà phê bạn bè lúc rảnh rỗi rồi. Hay quá. Nãy em nói em thích soi đúng không? Hồi nãy giờ chị đi ra ngoài trong này em soi được gì anh này chưa? Đang em tập ăn uống quá. Bây giờ sao? Biểu diễn boxing dài, dài đòn boxing. Trời ngại quá.
em có cần gọi là bao tạ hay là gì không? Chị thấy bình thường, chị thấy mấy bạn treo cái này, em làm, dạ. Làm đứng em làm mà để coi cái tình cảm của quái dành cho em như thế nào. Quất thử một phát đứng đó đi đó, gió mái gì đó, muốn làm gì làm. À, kia là thủ ạ? À? Thủ như thế này quất đó, gió gió gió. Nữa đi, nữa đi em, nhanh lên đó, liên tục móc ao. Rồi sợ chưa cưng? Cũng thấy sợ thật rồi. Sao không chạy? Thôi đã thật đâu mà chạy. Có võ không? Em nhường em chạy thôi. Nhường chạy luôn hả? Đó, nhưng mà bạn nam yếu đuối quá vậy, bạn gái ăn hiếp sao? Chắc em nghĩ là chưa biết được em yếu đuối hay không, nhưng mà mình nên nhường phụ nữ trong cái vấn đề đó. Ok, rồi bây giờ cho mọi người chơi thêm một trò chơi nữa nha. Bây giờ là những câu hỏi nè. Em hãy bốc một câu hỏi và dành tặng cho bạn gái ấy. Đọc lớn lên cho bạn ấy nghe và yêu cầu bạn ấy làm. Bạn nam hãy tự nguyện cho bạn nữ soi về bàn tay chân của mình. Cái gì vậy trời? Đưa tay trước đi. Tay có gì soi, soi đi, soi đi. Anh ngút tay này. Đứng lên, đứng lên, đứng lên cho người ta. Không ý là... đứng kia. Okay. Sao? Tay này sao? Tay soi, này soi ít lẽ. Làm việc nhà chị ạ. Sao lẽ vậy? Sao biết ít làm việc nhà? Tại nếu như mà thường xuyên giặt quần áo hay là móng tay rất là trắng, là sạch. Tay này vậy là tay dơ thù lùi, đen thù lùi vậy là tay này làm gì? Tay này em không biết làm gì, nhưng mà nói chung là không ít làm việc nhà rồi, ít rửa thải lại như vậy. Tay làm gì mà đen thù lùi vậy? Bóc cái gì? Đâu có bóc gì đâu chị. Nè, tay sao đen đen, đen sẵn rồi. Móng tay kìa, móng tay đen thù lùi nè ông ơi. Tay vừa nãy đã cắt rồi ấy chị. Cắt rồi đó hả? Dạ. Mời em. Rồi đọc cho anh yêu cầu đi. Khai thác ba tật xấu nhất của đối phương. Mời anh đi. Thứ nhất là xong. Đi nhậu anh có hay uống say không? Hay không? Thứ hai là khi tức giận một người thì anh sẽ làm gì? Phản ứng im lặng. Im lặng. Khi xảy ra xung đột bạn gái thì anh cũng im lặng. Đúng. Anh im lặng, anh sẽ chọn thời điểm để... Để chạy. Giải quyết cái đấy sau. Giải quyết. Ok, em hiểu được ba cái. Ngoài ra thì em còn cái tật xấu gì nữa không? Hồi nãy giờ em chưa chia sẻ không? Tật xấu của em á. Tật xấu là cũng hơi nóng tính. Vì bởi vậy nên là em chọn cách im lặng trong mọi... Có khi nào em lỡ tay, em đạp đổ gì hay em đánh ai chưa? Không, cái đó thì em không có. Nhưng mà có nóng tính nên là đôi lúc nóng tính thì phát ngôn của mình nó không được chuẩn. Có khi nào em làm tổn thương bạn gái vì những cái lời lẽ của mình lúc nóng giận không? Chưa chứ. Chưa luôn, vậy là con kiềm chế được, không sao. Em nghĩ sau này nếu mà lấy nhau về thì ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình? Quản lý kinh tế thì phụ thuộc vào bạn gái. Bạn gái quản lý thì thường là con gái người ta sẽ quản lý kinh tế tốt hơn. Em có ngại việc làm dâu không? Có ạ, em ngại việc làm dâu. Lý do? Rồi em sợ là em sẽ không sống chung, sống với người khác, người lớn. Thường là suy nghĩ khác mình, đôi khi thế hệ khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Ý là em không dung hòa được cái đấy, nên em sợ làm dâu. Tại em sống, em cũng hơi thoải mái. Nếu như bây giờ đến một lúc nào đó em có một cái tình yêu rất đẹp nhưng mà bạn trai muốn em phải về sống chung với gia đình bạn ấy thì em sẽ giải quyết. Nếu như mà em gặp gia đình ấy nhiều lần và em cảm thấy thích hợp thì đương nhiên em sẽ làm dâu. Nó còn phụ thuộc rất yếu tố, mình sẽ quyết định. Bây giờ có thể em hát tặng cô ấy một bài hát tỏ tình với cô ấy chẳng hạn, để chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời em. Dạ thì em hát không hay, nhưng mà nhân tiện đây em cũng muốn tặng cho bạn nữ và cả mọi người trên một bài hát đúng người đúng thời điểm. Rồi, đúng người đúng thời điểm. Hôm nay anh thấy em cầm đôi tay, hôm nay em hòa sắp em đến những chốn yêu xa ngàn mấy lối. Hôm nay gạt đi hết những âu lo từng ngày, chỉ cần em ngồi bên cạnh anh thấy đâu cũng được. Thật ra nãy giờ thì chị Tường cũng chỉ là cái người mai mối để làm một cái nhịp cầu để hai bạn có thể có cái cơ hội để mà tiếp xúc với nhau, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cái quyền quyết định là mình, tình yêu nó phải có cảm xúc. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm để chuẩn bị đưa ra quyết định của mình. Hai bạn hãy lưu ý giùm chị nhé, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động thì chúng ta không bấm, không cần lịch sự, không cần vì bất cứ một cái lý do gì. Nhưng nếu chúng ta cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa, tại tình yêu khó nói lắm, có thể hôm nay như thế này, ở đây có mấy phút và khó mà nhận xét được lắm. Nhắm mắt lại đi hai bạn, suy nghĩ lại câu chuyện của chúng ta từ nãy giờ, xem một lần nữa kiểm tra xong là ta có cảm nhận gì, có một cái cơ may nào, một cái duyên gì giữa hai người không, thì hãy cho nhau một cái cơ hội quý vị nhé. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2
3. À, em có nghĩ rằng là bạn gái sẽ không bấm nút cho mình không? Em nghĩ khoảng 60%. Là bấm hay không bấm? Là không bấm. Tại sao em vẫn bấm? Tại vì em muốn tìm hiểu thêm. Một người đàn ông mặc dù thấy hiền lành nhưng rất là bản lĩnh. Dù mình cảm nhận cô ấy không bấm nhưng trái tim chúng ta thấy có sự rung động thì chúng ta cứ bấm. Đó mới là cái sống thật đó quý vị. Chị cũng mong muốn rằng hai bạn cho một cái cơ hội nào đó, biết đâu ta làm bạn đi. Rồi chúng ta cũng sẽ đến một lúc có một cái sự cảm thông nào đó. Rồi xin mời hai em. Xin lỗi. Em cảm ơn. Không sao. Cái chuyện tình yêu thì không có gì là xin lỗi hết á. Đó là mình tôn trọng bản thân mình. Nếu em không thích mà em bấm thì như vậy là không đúng với lòng của mình rồi. Ngày hôm nay em đi với ai? Em đi với hai bạn thân. Hai bạn của em hả? Hai em ngồi thưới thêm bên đây không bấm có buồn không? Buồn. Hỏi bạn dữ lắm chị. Hai bạn em có bạn trai chưa? Lấy gia đình, có gia đình chưa? Một bạn có gia đình, một bạn thì có bồ rồi vậy. Nói chứ là từ hy vọng rằng là tất cả khán giả đang theo dõi chương trình, biết đâu sẽ có những ai đó cảm thấy rất là phù hợp với hai bạn và sẽ liên hệ với chương trình để tìm gặp hai bạn ha. Dạ, chúc mình sẽ sớm tìm được một nửa hạnh phúc của mình, một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Bây giờ thì mặc dù hơi buồn một chút xíu nhưng không sao ạ, phải tôn trọng ý kiến của những người tham gia chương trình. Đó là tiêu chí của bạn muốn hẹn hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Bây giờ thì Tường xin nói lời chào tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT Play. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên FPT truyền hình IPTV quý vị nhé. Và xin gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên MyTV.